Cổ nhân dạy, muốn biết người tốt hay xấu, cứ nhìn vào 5 điều này là rõ. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Đọng Radio. Quý vị thân mến, số mệnh của mỗi người có phần do thiên định, nhưng chúng ta cũng có thể thay đổi và điều chỉnh nó thông qua việc tu tâm dưỡng tính. Tu tâm dưỡng tính là quá trình nuôi dưỡng và cải thiện tâm hồn của chúng ta. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tu dưỡng chính cái tâm của mình, tạo dựng một tính cách đúng đắn và một tinh thần tích cực. Bởi vì tính cách và thái độ của chúng ta có sức mạnh lớn đối với số phận, dù chúng ta không thể tránh khỏi những thử thách và trở ngại. Nhưng khi chúng ta trở thành một người tốt, chúng ta sẽ tìm cách vượt qua mọi khó khăn. Sức mạnh từ lòng tốt và ý chí vững vàng sẽ giúp chúng ta vượt qua sóng gió cuộc sống. Đặc biệt, người có 5 phẩm chất dưới đây không những tốt số, phúc lớn mà còn có thể giúp thay đổi được vận mệnh. Thứ nhất, biết cách buông bỏ. Cuộc sống của con người là một hành trình đầy gian truân và biến đổi, nơi mà chúng ta đối mặt với nhiều niềm đau và khó khăn. Trái tim ta thường mang trong mình nhiều ước vọng và ham muốn, nhưng không phải lúc nào cũng được thỏa mãn. Đôi khi, để tìm đến hạnh phúc thật sự, chúng ta phải dũng cảm buông bỏ những điều không cần thiết. Khi duyên phận đã đến lúc kết thúc, hãy học cách chấp nhận và từ bỏ. Đừng hoài nghiêng nhìn về phía quá khứ, mà hãy đối diện với tương lai. Vật chất mất đi không quan trọng, quan trọng hơn là lòng chúng ta không bị trói buộc bởi sự thèm khát và ái luyến vô ích. Cuộc đời của con người là hữu hạn. Nếu hiểu được, biết buông đúng lúc, học được cách nhận sai, tôn trọng, bao dung mới có thể có được bầu trời rộng lớn hơn. Thứ hai, biết trân quý chính mình. Sức khỏe là tài sản quý giá. Câu nói này thực sự chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt đối với những người già hay những người đang phải đối mặt với bệnh tật. Một cơ thể khỏe mạnh không chỉ mang lại sự yên tâm cho người bản thân, mà còn giảm bớt lo lắng cho người thân và bạn bè xung quanh. Nếu chúng ta chỉ biết làm việc đến mệt mỏi mà bỏ qua sức khỏe, cuối cùng chúng ta chỉ dành phần lớn thu nhập để chi trả cho thuốc men và điều trị bệnh tật. Cuộc sống như vậy có lẽ đã trở nên vô cùng lãng phí. Hãy đặt sức khỏe lên hàng đầu để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống và khám phá những niềm vui và thành công mới. Đừng để công việc và áp lực hàng ngày làm mất đi giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Thứ ba, tính tình ôn hòa. Hàm răng người thì cứng, nhưng lưỡi thì lại mềm. Con người tuổi tác càng lớn, răng đều rụng sạch, chỉ có lưỡi là vẫn luôn tồn tại cùng năm tháng. Vì vậy, để cuộc sống kéo dài, tâm thái của chúng ta nên linh hoạt và mềm mỏng. Tính tình cứng nhắc chỉ dẫn đến những thiệt thòi không đáng có. Hơn nữa, một trái tim nhu hòa sẽ tạo ra cuộc sống vui vẻ và bền vững. Hãy học cách mềm mỏng khi cần thiết, để có thể chấp nhận tha thứ và đối xử với những người xung quanh một cách nhân từ. Sự mềm mỏng trong suy nghĩ và thái độ sẽ mang đến niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Thứ tư, người biết nhẫn nại. Thế gian này, chuyện không như ý chiếm đến 8-9 phần. Rất nhiều lúc, chỉ cần có thể nhẫn nhịn một chút, lùi về phía sau một bước, sẽ thấy gió êm sóng lặng, biển rộng trời cao. Nhẫn có thể giải quyết rất nhiều chuyện không như ý, có thể làm cho tình huống bớt nghiêm trọng hơn, có thể dùng năng lực và trí tuệ để biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chỉ khi hiểu được sự kiên nhẫn, chúng ta mới có thể nhìn thấy rõ sự thật và giả dối, thiện và ác và sự phù phiếm của thế gian. Đồng thời, điều đó không làm mất đi khả năng phán đoán của chúng ta do những áp lực và cuộc sống hối hả. Thứ năm, chủ động nhận sai. Người không muốn nhận lỗi thường trốn tránh trách nhiệm và luôn cố gắng đổ lỗi cho người khác, không chấp nhận rằng mình có thể sai. Tuy nhiên, hành động đó lại chính là một sai lầm. Người mà chúng ta nên chấp nhận lỗi
có thể là cha mẹ, bạn bè, người quen trong xã hội. Và đôi khi, thậm chí là con cái hoặc những người không đối xử tốt với chúng ta. Việc nhận sai này đối với người trong cuộc mà nói cũng không hề mất đi thứ gì. Ngược lại cho thấy sự độ lượng, thấu tình đạt lý của bản thân. Nhận lỗi là một hành động cao đẹp, thể hiện sự trưởng thành và lòng biết ơn. Nó giúp chúng ta xây dựng mối quan hệ tốt hơn với người khác và là cơ sở để học hỏi và phát triển bản thân. Bằng cách chấp nhận sai lầm và tự trách mình, chúng ta mở ra cánh cửa cho sự tiến bộ và sự hoàn thiện của bản thân. Hãy biết nhìn vào trong tâm và thừa nhận sai lầm của mình. Đó là bước đầu tiên để trở thành con người đáng ngưỡng mộ và có thể xây dựng một cuộc sống ý nghĩa. Quý vị thân mến, lòng tốt có mặt ở khắp nơi, dùng trái tim cảm nhận sẽ thấy được những điều huyền diệu. Trong tim có lương thiện, cây đời sẽ nở hoa. Từ bỏ sự thiện lương, cây đời sẽ tàn tạ. Nếu số phận đã định là vội vã, thì dẫu có đi một vòng khắp nhân gian, cũng chẳng thể giữ lại được chút gì tươi đẹp. Bởi vậy, tâm lương thiện tỏa sáng, thơm người và cũng ấm mình. Lương thiện là nền tảng của cuộc sống, là cầu nối truyền đi sự yêu thương, là nước suối thánh khiết trên nguồn, gột rửa bụi trần của năm tháng. Đó là bông hoa tuyết thần khiết trong sáng, là ánh mặt trời ấm áp đẹp tươi. Đó là tiếng đàn du dương thánh thót, là thanh âm êm dịu nhất trên mặt hồ. Lòng tốt là ánh đèn của trái tim, là ngọn hải đăng soi sáng niềm tin ấm áp. Lòng tốt là ốc đảo giữa hoang mạc khô cằn, biến cuộc đời trầm mặc thành những vần thơ. Lòng tốt là phong cảnh đẹp nhất của đời người. Mỗi người đến thế gian này đều mang theo hạt giống thiện lương. Lương thiện là nụ cười của linh hồn, là lời cảm ơn đối với cuộc sống, là cảnh giới thánh khiết của tâm hồn. Lương thiện có thể xua tan lạnh lẽo, quét sạch khói mù. Con người nếu mang theo trái tim nhân hậu, đối đãi với cuộc đời, thì cuộc sống nơi nơi đều tươi đẹp. Tặng người hoa hồng, bàn tay sẽ lưu lại hương hoa. Mỗi sự cảm ơn giống như cánh hoa lặng lẽ, tô vẽ nên mùa xuân tươi đẹp của cuộc đời. Lương thiện với người khác cũng là khoan dung với chính mình, thấm đẫm vào vẻ đẹp của cuộc sống. Theo thời gian trôi, cuộc sống vì có tấm lòng lương thiện mà trở thành đóa hoa xinh đẹp, không bao giờ héo mòn. Lương thiện là một loại tu dưỡng, lấy thiện đãi người cũng là lấy thiện đãi chính mình. Muốn có được tình yêu thì phải học cách yêu thương. Một người lương thiện chắc chắn là người có trái tim ấm áp. Họ thường xuyên giúp đỡ người khác, biết được thế nào là trân trọng và cảm ơn. Họ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà so đo tính toán, cũng không vì được mất mà thích thú hay phẫn nộ, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác. Lòng tốt là giai điệu cảm thông trong vũ khúc của cuộc đời. Chìa đôi tay ra giúp đỡ, đôi tay sẽ trở nên ấm áp. Mỗi lần ngoảnh lại đều thấy một nụ cười. Lòng tốt là giai điệu cảm động trong vũ khúc cuộc đời, là ánh sao sáng giữa đêm đen lạnh lẽo, là hoa lan nở trong năm tháng hồng trần, tỏa ra thứ hương thơm dịu dịu, thổi vào cuộc sống làn gió nhẹ mây trôi. Năm tháng trải qua sự khuếch đại của pháo hoa trần thế, sẽ có cả thành công và thất bại, hy vọng và thất vọng, cô đơn và lạnh lẽo. Thiện lương chính là làn nước giữa trời khắc khô hạn của dòng suối, là ánh sáng lúc phương hướng mịt mờ, là ngọn lửa rơi ấm trái tim khi lòng người băng giá. Trong mưa dập gió vùi, tuyết băng lạnh lẽo, lòng tốt là ánh mặt trời làm tất cả tuyết băng tan chảy. Khi trái tim gặp phải sự thờ ơ lạnh nhạt, lòng tốt chính là cơn mưa đánh thức bản tính nhân sinh. Khi cuộc sống rơi vào đáy vực, lòng tốt chính là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn. Có đôi khi, những câu hỏi thăm nhẹ nhàng cũng đủ để sưởi ấm một trái tim lạnh giá. Một nụ cười e thẹn cũng đủ cảm hóa cả một cõi lòng đang khép chặt. Lòng tốt lan tỏa tình yêu từ trái tim đến trái tim, là sự cảm động truyền xa trăm nghìn dặm, là đôi cánh giúp tâm hồn vượt qua bão tố mưa giông. Người lương thiện sưởi ấm bản thân mình, lan tỏa hương thơm cho người khác.
tướng do tâm sinh, vẻ đẹp xuất phát từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Tâm hồn thuần khiết mới là vẻ đẹp thực sự. Bậc nữ nhi có thể không kiêu sa đại cát, nhưng không thể không hương thiện. Những cô gái có tấm lòng nhân hậu mới thực sự là xinh đẹp, giống như hoa sen trong các loài hoa, đơn thuần mà thanh cao. Họ có một trái tim trong sáng, giấu sự ấm áp trong đôi môi hé nở nụ cười, đem sự tốt đẹp gieo mầm vào tháng năm. Phụ nữ không cần phải tài hoa xuất chúng, nhưng chí ít cũng phải ấm áp hiền hòa, có tấm lòng nhân hậu, biết tu tâm dưỡng tính, đem hương thơm của mình lan tỏa cho những người xung quanh. Phụ nữ giống như cơn mưa mùa xuân, nuôi dưỡng mọi thứ bằng lương thiện, sưởi ấm bản thân và tỏa hương thơm cho đời. Người phụ nữ thân thiện có sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt. Họ đối đãi với nam giới bằng sự nhẹ nhàng và tinh tế, đối đãi với cha mẹ bằng sự chu đáo và kính yêu, đối đãi với bạn bè bằng sự khoan dung cởi mở, đối đãi với người bằng cho đi mà không hối hận, đối đãi với cuộc sống bằng sự khao khát và hiến dâng. Lòng tốt là kho báu quý giá nhất của đời người. Lòng tốt là hạt giống có giá trị lớn nhất của đời người. Trồng lương thiện sẽ thu về cảm động, trồng sự tốt đẹp sẽ thu về hạnh phúc. Lương thiện có thể biến năm tháng thành thơ, biến sinh mệnh thành một bức tranh kỳ diệu. Cuộc sống có thiện lương thì cũng giống như đời người tràn đầy ánh sáng. Để vườn hoa kia thắm sắc, cây xanh tỏa bóng râm, hương thơm ở bốn phía. Bạn tặng tôi một cái ôm ấm áp, tôi gửi lại bạn một nụ cười tươi. Bạn cho tôi một giọt nước, tôi đem vào đại dương gieo trồng sự lương thiện. Truyền đi sự ấm áp, để trái tim có tình yêu, để cuộc đời thêm ý nghĩa. Là một người lương thiện, giữ điều ước trong trái tim, tình yêu đến trăm tuổi bạc đầu cũng không chia lìa. Lòng tốt lưu lại dấu ấn trên thời gian, trên hành trình cuộc đời gieo trồng những hạt giống tốt đẹp, để chúng ta vui vẻ mỗi khi bình minh lên, mãn nguyện mỗi khi bóng chiều tà. Dùng trái tim để cảm nhận sẽ thư thái mỗi khi hoàng hôn xuống. Dùng trái tim để lắng nghe sẽ rũ bỏ bụi trần của năm tháng. Lương thiện đưa ta trở về với bản chất của cuộc sống bằng trái tim không nhiễm bụi trần. Đối đãi với tất cả mọi thứ bằng tấm lòng biết ơn, trái tim lương thiện khiến hoa sen cũng nở. Thu gom hương thơm lắng đọng của ngày tháng, trong ánh nắng mặt trời nở một nụ cười trong veo, lạc hồng tiêu tan nhưng vẫn còn đong đầy sự ấm áp, khiến lòng người tràn đầy hy vọng. Lương thiện đưa ta đi qua hồng trần ồn ào náo động, trong ngày tháng non xanh nước biếc mà viết nên những vần thơ ấm áp, những câu chuyện cảm động. Cơ thể giống như cây bồ đề, tâm giống như đài gương sáng, càng tĩnh lặng càng thanh tịnh. Tâm nở hoa sen, dạt dào thơm ngát, đi qua những năm tháng gập ghềnh, vượt qua thăng trầm của cuộc sống. Dùng lương thiện để mở cánh cửa sổ trái tim, để ánh nắng tràn vào tâm hồn. Ta dùng sự ấm áp để ghi lại những câu chuyện cảm động trên đường đi, để cuộc sống tràn đầy tình yêu sâu sắc, để sinh mệnh mang theo hương hoa sen nhàn nhạt, vừa tận hưởng vừa trân trọng. Quý vị thân mến, làm bất cứ chuyện gì cũng cần vừa phải. Đừng đi đến cực đoan, như vậy mới là hiểu lý lẽ, cũng là có trách nhiệm với bản thân và người khác. Thế gian đầy những lời hứa hẹn và thú vui tạm thời, nhưng nếu không biết tự kiểm soát, chúng ta sẽ tiếp tục giam cầm ta trong dục vọng, sẽ chỉ làm chính mình càng lún sâu, cuối cùng sẽ không còn cách nào thoát khỏi. Cổ nhân nói, tham rượu quên người, tham sắc quên mình, tham quyền quên thân quyến. Câu nói này của cổ nhân tuy ngắn gọn nhưng lại bao hàm rất nhiều đạo lý làm người. Thứ nhất, tham rượu quên người. Uống rượu có chừng mực quả thật không phải là chuyện xấu. Có thể giúp cường gân hoạt huyết, khi trời lạnh còn có tác dụng làm ấm người. Tuy nhiên, thói quen này càng ngày càng trở nên tha hóa. Người ta không còn chỉ dừng lại ở mức 1-2 chén nữa, mà phát triển đến mức rượu chè trác táng, uống đến mức bị đầu độc trong rượu, không có rượu không làm được việc gì. Uống rượu quá độ chẳng những gây nghiện,
còn dễ gây ra ngộ độc, mà rắc rối nhất là khi say người ta lại làm ra đủ trò mất mặt. Bởi vì ý thức đã bị rượu làm cho hồ đồ, cho nên có những hành vi cử chỉ không phù hợp. Tâm trí lúc không vui có thể còn làm tổn thương người khác. Như vậy chính là hại người hại mình. Bởi thế, nếu như một người uống rượu mà không biết tiết chế, cũng không để ý tới lời khuyên của người khác, thì nên giữ khoảng cách với loại người này. Không nên giao du thân thiết. Thứ hai, tham sắc quên mình. Xưa có câu nói rằng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tức là mọi người đều thích những thứ tốt đẹp, người khác giới với nhau cũng vậy. Phụ nữ và đàn ông đẹp luôn dễ dàng thu hút ánh mắt của mọi người. Nhưng nếu một người không thể khống chế sự cám dỗ của sắc, làm ra những hành vi cử chỉ không đúng đắn, thì sẽ rất khó tránh khỏi hậu họa về sau. Với những người đắm chìm vào sắc dục, thường không cách nào chống lại được những cám dỗ đến từ những người khác giới. Do vậy, rất dễ phạm sai lầm. Lâu dần, không chỉ làm tổn hại đến thân thể của bản thân, khiến tinh huyết hao tổn, tinh lực suy kiệt, mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ với gia đình, với người khác. Đặc biệt là với những người đã lập gia đình, thì chuyện này lại càng mang đến hậu quả đáng tiếc hơn. Không thiếu những ví dụ tiêu cực trong xã hội này, đặc biệt gần đây rất nhiều người nổi tiếng, quan chức, vì không thể kìm hãm được dục vọng của bản thân mà đã phát sinh ra những mối quan hệ ám muội với người khác giới. Những kiểu hành vi như thế này sau khi bị phơi bày ra ánh sáng, gia đình hai bên đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của chính mình. Cuộc đời cũng vì thế mà dính những vết nhơ vĩnh viễn không thể nào xóa sạch. Thứ ba, tham tài quên thân quyến. Khổng Tử từng nói, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Ý rằng, người quân tử coi trọng của cải, nhưng lấy của cải phải đúng đạo lý. Hiện nay, muốn duy trì cuộc sống, tiền là thứ rất quan trọng. Nhưng khách quan mà nói, vẫn có nhiều thứ quan trọng hơn cả tiền, giống như tình thân. Một người khi chìm sâu vào tiền tài, rất dễ bị lòng tham dẫn dắt. Chỉ vì một chút lợi ích nhỏ mà gây gổ cãi nhau với người thân. Thậm chí có người thống hận tới nỗi đến chết cũng không muốn nhìn mặt nhau. Tiền có thể từ từ kiếm ra, nhưng người thân một khi đã mất sẽ chẳng bao giờ có thể nói chuyện được nữa. Có rất nhiều anh chị em khi bố mẹ vẫn còn sống, lạnh lùng vô tình tranh chấp tài sản trước mặt bố mẹ. Hành động này không chỉ làm tổn thương bố mẹ mà còn tổn hại đến ngày tháng sống chung với nhau sau này. Tựa như đang chôn một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Có câu nói, tham rượu quên người, tham sắc quên mình, tham tài quên thân quyến. Chỉ ba câu ngắn ngủi này lại có thể giảng giải rất nhiều đạo lý làm người. Cuộc đời nếu có thể không bị ba thứ này hấp dẫn thì bản thân mới có những ngày tháng bình yên tốt đẹp. Quý vị thân mến, có một loại thông minh luôn tìm cách phá vỡ quy tắc, đầu cơ trục lợi, gian trá hại người, gọi là khôn khéo. Mặc dù cũng có những người coi nó là một dạng thông minh, nhưng cuối cùng lại khiến cho người ta cảm thấy xem thường, chán ngán. Bởi vậy, cổ nhân nói rằng, người khôn khéo tưởng mình thông minh, đâu ngờ lại không bằng kẻ ngốc. Thứ nhất, khôn khéo và thói xấu che khuất trí tuệ, phá hủy nhân cách. Người ta thường nói, người có tầm mắt và trái tim hẹp hòi thì trời đất không bao giờ là rộng lớn. Người khôn khéo luôn chỉ chú ý đến lợi ích, làm việc thường không có nguyên tắc, tự cho rằng bản thân lợi hại, có thể chiếm được tiện nghi. Nhưng thực ra, thứ quan trọng nhất họ thiếu lại chính là trí tuệ. Không thể đảm bảo thành công lâu dài. Một người quá thông minh cũng thường không thể sống lâu. Như trong Hồng Lâu Mộng có nói, người tỏ ra thông minh chính là đang đe dọa tính mạng của bản thân. Trong Hàn Phi Tử cũng nói, thông minh không bằng trung thực, làm người đừng quá thông minh. Người khôn khéo luôn giỏi tính toán người khác, nhưng ít khi nghĩ đến những thiếu sót của mình. Đây là điểm yếu lớn nhất của họ. Người này chỉ mải mê lo đoạt được lợi ích,
giữ được danh lợi, luôn có tâm lý đề phòng, lo sợ, cuộc sống vì thế cũng mất đi sự tận hưởng. Trong đầu của họ luôn chỉ quanh quẩn, hết ta tính toán người, lại đến người tính toán ta. Cả thân lẫn tâm đều thật mệt mỏi. Đặc điểm lớn nhất của kiểu người này chính là không ngại phá hại lợi ích của người khác, làm tổn hại đến đạo đức xã hội chỉ để thu lợi ích cho mình. Người này xem việc chiếm đoạt lợi ích của người khác là thông minh, xem gian xảo là một loại năng lực. Bản chất của họ chính là không tuân thủ quy tắc, thích sử dụng thủ đoạn, là một loại khôn khéo và lõi đời. Chẳng hạn vào đời dân quốc, có một người vô cùng khôn khéo tên là Lý Tông Ngô. Ông ta tổng kết hết thảy những quy luật từ xưa đến nay, cuối cùng viết thành một quyển sách tên là Hậu Hắc Học. Kinh nghiệm thành công được tổng kết qua hai điểm chính: da mặt phải dày, tâm phải hắc ám. Và cảnh giới cao nhất của nó chính là da mặt dày mà không trông thấy, tâm hắc ám mà lại như không màu. Người khôn khéo này luôn lấy mình làm trung tâm để nhìn nhận vấn đề. Những người như vậy thường tỏ ra lạnh lợi, biết cách nói chuyện, làm việc thành thạo, ứng đối linh hoạt, thiên biến vạn hóa, gió chiều nào che chiều ấy. Tuy nhiên, thứ khôn vật ấy thực chất khá thiển cận, dễ bị người khác nhìn ra. Một khi bị người khác nhìn ra, giá trị của bạn sẽ bị hạ thấp hoàn toàn. Người ta chỉ có thể hợp tác một, hai lần với bạn, khi đã nhìn thấu rồi thì sẽ mau chóng tránh xa. Hơn nữa, làm người không nên tự cho rằng bản thân mình thông minh nhất, còn người khác đều là kẻ ngốc. Cứ nghĩ rằng tất cả chuyện trong thiên hạ đều nằm trong tay mình, thì cuối cùng thông minh lại bị thông minh hại, giống như tự vác đá đập vào chân mình. Thứ hai, kẻ ngốc nghếch nhất lại chính là người thông minh. Làng Tương Hương có lưu truyền một câu chuyện cười như sau. Tương truyền rằng khi Tăng Quốc Phiên đọc sách ở nhà, chỉ một đoạn văn ngắn ngủi mà đọc đi đọc lại hồi lâu vẫn không sao thuộc được. Một tên trộm định bụng chờ ông ngủ say, thừa cơ lẻn vào quán đồ. Nhưng trời đã khuya lắm rồi mà đợi mãi vẫn thấy ông trong đèn không chịu đi ngủ. Cuối cùng, tên trộm sốt ruột, không đợi thêm được, bèn nhảy ra khỏi chỗ nấp, lớn tiếng quát. Đầu óc đần độn như ngươi thì đọc sách gì kia chứ? Câu chuyện cười này cũng có nguyên do của nó. Từ chất bẩm sinh của gia tộc họ Tăng vốn không xuất sắc gì cho lắm. Cha của Tăng Quốc Phiên là Tăng Lân Thư thì tú tài 17 lần, mãi tới năm 43 tuổi mới may mắn đỗ. Từ chất của Tăng Quốc Phiên cũng không có gì gọi là xuất sắc. Thành tựu cả đời của ông có thể nói chính là nhờ sự trợ giúp của chữ ngốc. Tăng Quốc Phiên có thể khai thông con đường khoa cử cũng là dựa vào sức mạnh của cái ngốc này. Cha của Tăng Quốc Phiên biết rõ căn cứ của con, nên từ nhỏ đã bắt con đặt công phu vào việc học. Nếu một câu đọc không hiểu thì không được đọc câu khác. Một quyển sách chưa đọc xong thì không được đọc quyển khác. Không hoàn thành nhiệm vụ trong ngày thì tuyệt đối không được ngủ. Tăng Quốc Phiên không hiểu cái gì là kỹ xảo, cái gì là đường tắt. Chỉ biết một con đường đi thẳng về phía trước, không đụng bức tường, không quay đầu lại. Trải qua những ngày tháng học tập vất vả, Tăng Quốc Phiên lại phát hiện ra, ngốc nghếch cũng có chỗ tốt của nó. Người ngốc nghếch không có tư chất thông minh, do đó sẽ khiêm tốn hơn người khác. Người ngốc nghếch từ nhỏ học hành đã gặp nhiều trắc trở, do đó năng lực chống lại những trắc trở trong cuộc sống vô cùng mạnh. Người ngốc nghếch cũng không biết dùng kỹ xảo, gặp vấn đề chỉ biết xông thẳng vào giải quyết nên không để lại con đường chết cho mình. Trái lại, những người khôn lanh không muốn chịu khổ, gặp khó khăn liền đi đường vòng, nền tảng vô cùng yếu, dễ dàng đổ vỡ. Cho nên, kém cỏi thoạt nhìn là chậm, nhưng kỳ thực lại là nhanh nhất. Bởi vì đây là thành công thiết thực, không lưu khiếm khuyết. Tăng Quốc Phiên đánh trận thực sự cũng dựa vào tinh thần ngốc nghếch này. Cả đời ông rất giỏi đánh những trận chiến ngốc nghếch, thậm chí là xuẩn ngốc. Khi tham chiến, ông không tham cái lợi nhỏ, không cầu mưu kế kỳ lạ, mà chọn cách thiết thực, làm đâu chắc đấy.
Ông nói, đánh nhau phải đánh được chữ ổn. Cả đời ông dùng binh không bao giờ đánh trận mà không có sự chuẩn bị. Ông tham chiến khi không có sự chắc chắn. Ông cũng bỏ nhiều tâm huyết để nghiên cứu tình hình quân ta, quân địch. Và từ cách bố trí chiến đấu cho đến việc cung ứng hậu cần, cách cứu viện trong tình huống bất lợi. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, ông mới hạ quyết tâm đánh trận. Cả đời Tăng Quốc Viên đối nhân xử thế luôn lấy chân thành làm gốc, lấy ngốc nghếch làm nền. Ông luôn yêu cầu chính mình không nói mạnh miệng, không cầu hư danh. Khi hành sự, ông tình nguyện để người khác chiếm lợi, chứ không chịu đoạt lợi cho riêng mình. Dẫu người khác dùng kỹ xảo để lừa gạt, ông vẫn dùng sự chân thành, sự ngốc nghếch để đối đãi lại với họ. Tăng Quốc Viên nói được là làm được. Tả Tông Đường vì lòng ghen tị mà cả đời không phục Tăng Quốc Viên. Ban đầu thì nói móc đả kích, cuối cùng lại lấy oán trả ơn. Vậy mà Tăng Quốc Viên cả đời vẫn không hề tính toán chấp nhất. Lý Hồng Chương là đệ tử của ông, nhưng cũng thường giở trò khôn vặt, mưu tính với ông. Tăng Quốc Viên lại vì mến mộ tài của họ Lý mà trước sau không hề thay lòng đổi dạ. Vẫn luôn quan tâm, bao dung, cất nhắc Lý Hồng Chương. Hồng Chương do đó cả đời cảm kích ông tới rơi lệ. Những năm cuối đời mình, hễ mở miệng là ông lại nhắc tới ba chữ, sư phụ tôi. Chính cách đối nhân xử thế bao dung, khiêm tốn như vậy mà số bằng hữu của Tăng Quốc Viên nhiều vô kể. Mưu sĩ dưới trướng nhiều như nước, mãnh tướng như mưa. Vậy nên ông mới có thể cầm quân chỉ huy như ý, đánh thắng được Hồng Tú Toàn, Dương Tú Thanh. Tăng Quốc Viên nói rằng, kẻ ngốc nghếch nhất thiên hạ có thể thắng người thông minh nhất thiên hạ. Sự tinh anh, sáng suốt của Tăng Quốc Viên được xây dựng trên nền tảng ngốc nghếch như vậy. Ông đã phát kiệt trí óc, dốc hết tâm can vào đó. Quả thực, ngốc đến tột cùng thì chính là thông minh tột đỉnh vậy. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống không tránh khỏi những thử thách đầy bất ngờ. Nhưng chúng ta hãy đón nhận và vượt qua chúng bằng lòng lương thiện của chính mình. Đó là cách duy nhất để tìm được an nhiên và tự tại trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều khát khao có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Để thực hiện được điều đó, hãy ghi nhớ những lời dạy quý báu từ các vị cổ nhân. Cổ nhân dạy, ôn hòa nhã nhặn là một loại năng lực. Quân tử không sợ người mà sợ thiên lý. Sống khôn ngoan nhất định phải biết ba điều này. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Đọng Radio. Quý vị thân mến, chúng ta được tạo ra trong một sắc thân với bản tính uyên minh tiềm tàng từ một nguồn duy nhất của trời đất. Khi con người tồn tại giữa đất trời, mỗi ngày đều có đủ loại ý nghĩ làm thế nào để nhìn nhận ra suy nghĩ của chính mình. Thực tế, trong cuộc sống hàng ngày đối mặt với đủ loại sự việc, làm sao để có thể luôn giữ tâm trí bình tĩnh? Quý vị hãy chú tâm để cùng lắng nghe ba đạo lý để thay đổi vận mệnh của cuộc đời mình nhé. Đầu tiên, con người cần thuận theo đạo lý trong trời đất. Lữ Khôn cho rằng, người mà mang một trái tim không ngừng vươn lên, bất kể ngày đêm muốn chạm tới nơi thuần khiết nhất, quên cả tử sinh, đó mới là khí phách của quân tử. Con người tồn tại giữa đất trời không thể làm mọi thứ theo ý muốn của mình. Cần thuận theo tự nhiên, một người không phóng túng dục vọng, thuận theo thiên lý, nội tâm nhất định là yên tĩnh và hạnh phúc. Nhân sinh giữa trời đất, mỗi ngày đều đang suy tư, nhưng phải có đạo lý của suy tư. Mỗi ngày đều nói chuyện, phải có đạo lý của nói chuyện. Mỗi ngày đều giao tiếp với người khác, phải có đạo lý của giao tiếp. Mỗi ngày đều giải quyết công việc, phải có đạo lý của giải quyết công việc. Tất cả oán hận,
cười vui, khóc than, thở dài, bệnh tật, nguy vong đều có đạo lý của nó. Những việc nhỏ còn cần có quy luật khách quan, huống chi vạn vật tự nhiên trong trời đất. Cho nên, bắt đầu từ lúc còn nhỏ cho đến khi chết đi, từ đầu tới cuối duy trì ý chí không ngừng vươn lên. Dù đêm hay ngày, hướng đến cảnh giới trí thiện thần túy, quên đi bản thân, quên đi sinh tử. Cái này là đạo lý phản bổn quy toàn, là nguyên tắc làm người không thể khuất phục. Nếu không như vậy, tùy tiện phóng túng, mỗi người đều muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Đó là bản năng của động vật. Làm người mà cũng như vậy thì không còn được coi là tinh anh trong vạn vật nữa. Có người hỏi, điều đó có gì quan trọng? Ta trả lời, có, nó quan trọng không chỉ ở tâm hồn mà còn ở tu thân dưỡng tính. Tâm tồn tại thế nào nên tu tâm dưỡng tính ra sao? Ta trả lời, nằm ở sự tĩnh tại, chỉ cần đạt được cảnh giới tĩnh lặng, mọi thứ đều sẽ hợp nhất với đạo lý, mọi chuyện sẽ luôn đúng đắn. Thứ hai, ôn hòa nhã nhặn là một loại năng lực. Theo quan điểm của Lữ Khôn, tâm bình khí hòa, bốn chữ này nếu là người không có hàm dưỡng thì không thể làm. Người có thể khống chế tính nóng này của mình, đè xuống dục vọng của mình, sẽ biết cách giải quyết tốt rất nhiều chuyện. Mang một trái tim nóng này uể oải chỉ có thể sống một cách hồ đồ đến hết cuộc đời. Tâm bình khí hòa, người không có hàm dưỡng sẽ không làm được điều này. Bản lĩnh là ở chuyện có thể kiềm chế sự nóng giận của bản thân hay không. Làm được điều này, mọi thứ đều có thể giải quyết tốt đẹp. Tất cả mọi chuyện đều sẽ vận hành suôn sẻ. Thủy khắc hỏa, tâm tĩnh tại như mặt hồ yên lặng, tâm sao động như ngọn lửa bập bùng. Cho nên bệnh nhân khi tức giận thì nổi điên, đến khi thanh tỉnh lại rồi không nhớ rõ trước đó đã xảy ra gì. Muốn làm người ta tỉnh táo lại, chỉ cần dùng nước mát lạnh, sự nóng này cũng dịu xuống. Người không có lửa thì không thể sinh tồn, nhưng lửa cũng có thể làm con người tử vong. Làm việc không có nhiệt tình không thể thành công, nhưng nóng tính cũng sẽ có thể gây ra thất bại. Chỉ có quân tử mới giỏi kiềm chế nóng giận, cho nên thể xác và tinh thần an khang, đức cũng từ đó sinh ra. Tâm tính hòa nhã, giọng nói dịu dàng vừa thốt lên, tựa như gió xuân lay cảnh liễu, mưa phùn tưới cây non, khiến người khác thoải mái, dễ chịu, cảm động thông suốt. Mà sấm rung chớp giật, gió bão mưa sa lại tạo nên tổn thương rất nhiều. Nếu như đem dục vọng, tạp niệm của mình lắng xuống, có đạo lý nào mà chúng ta không thể thông suốt? Nếu đem chỉ hướng của mình mạnh mẽ khơi dậy, có việc gì mà ta không thể làm? Học giả ngày nay chỉ biết ôm trong lòng sự kiêu ngạo mà quan sát sự tình, mang tinh thần uể oải sa sút mà giải quyết sự việc, chẳng qua cũng chỉ là hồ đồ sống hết cuộc đời mình. Thứ ba, quân tử không sợ người mà sợ thiên lý. Lã Khôn cho rằng quân tử sợ trời không sợ người, sợ lời dạy không sợ hình phạt, sợ bất nghĩa không sợ bất lợi, sợ sinh mệnh sống vô ích chứ không sợ xả bỏ sinh mệnh. Lại nói thêm, vi phạm pháp luật có thể trốn thoát, vi phạm đạo lý không trốn dung thân. Khi một người với lòng thì không bỏ qua, không tha thứ cho mình được. Do đó, quân tử sợ đạo lý còn hơn sợ pháp luật. Quân tử sợ xúc phạm thượng thiên mà không sợ xúc phạm người. Sợ nguyên tắc danh dự của bản thân mình bị tổn hại chứ không sợ hình phạt. Sợ trở thành người bất nghĩa chứ không sợ lợi ích của bản thân bị tổn thất. Sợ sống không có mục tiêu chứ không sợ vì đạo nghĩa mà xả thân. Vi phạm pháp luật có thể trốn thoát, vi phạm thiên lý không chỗ an thân. Chỉ là nội tâm của mình không thể buông tha, cho nên so với vi phạm pháp luật thì người quân tử còn sợ vi phạm thiên lý hơn.
Đại trượng phu không sợ người, chỉ sợ làm trái đạo lý. Không cậy vào người khác, chỉ dựa vào đạo lý. Quý vị thân mến, con người sống trên đời luôn đi kèm với phiền muộn và khổ nạn. Những chuyện không như ý thì nhiều, chuyện như ý thì ít. Từ xưa đến nay đều như vậy. Bất luận là người phú quý hay là nghèo hèn thì đều luôn có phiền não của riêng mình. Bởi vậy, thay vì oán hận, chi bằng thay đổi, chấp nhận sẽ khiến cuộc sống bất đắc dĩ trở thành tốt đẹp. Thứ nhất, vì oán hận mà lãng phí toàn bộ cơ hội. Chuyện kể rằng, một nhà nọ có ba người, trong nhà nghèo khó đến cùng cực. Đứa con trai gầy chỉ còn da bọc xương. Hai vợ chồng đành phải mang theo đứa bé đi ăn mày ở đầu phố. Nhưng cả ngày đều không xin được thứ gì. Đứa bé đói bụng đến nỗi sắp ngất xỉu. Hai vợ chồng thấy vậy rất sốt ruột, mới nhất tâm cầu nguyện Thượng Đế cứu đứa con của họ. Thấy vậy, Thượng Đế mới cử sứ giả đi xuống nhân gian. Sứ giả nói với họ rằng, ta sẽ cho các ngươi mỗi người một điều ước. Ba người họ nghe xong, nửa tin, nửa ngờ. Người mẹ nhanh chóng nói với sứ giả, tôi chỉ muốn ngài cho chúng tôi một xe bánh bao. Tôi chỉ muốn cho con trai tôi được ăn no mà thôi. Vừa dứt lời, trước mắt xuất hiện một xe bánh bao. Người cha thấy thế, lúc đầu rất ngạc nhiên, sau đó lập tức giận dữ, không ngừng oán hận vợ mình không có đầu óc, làm lãng phí một cơ hội tốt như vậy, chỉ đổi về một xe bánh bao rẻ tiền. Sứ giả hỏi ông ta có điều ước gì, thì ông ta phẫn nộ nói, tôi không cần xe bánh bao rẻ tiền này, xin ngài hãy biến bà vợ ngu ngốc này thành heo cho tôi. Vừa mới nói xong, xe bánh bao thần kỳ biến mất, người vợ cũng biến thành một con heo. Thấy vậy, đứa bé vô cùng sợ hãi, nó vừa nhìn con heo trước mặt, thương tâm khóc lóc nức nở, rồi nói với sứ giả. Cháu cầu xin ngài, cháu không cần heo, cháu muốn mẹ cháu. Đứa bé vừa dứt lời, người mẹ thật sự biến trở lại. Sứ giả bất đắc dĩ nói, ta đã cho các ngươi hy vọng, nhưng vì oán hận mà các ngươi đem toàn bộ cơ hội lãng phí mất. Nói xong, sứ giả biến đi mất. Một nhà ba người họ lại trở về trạng thái trước khi sứ giả đến. Không có bánh bao, cũng không có heo, đứa bé lại đói bụng đến mức khóc không thành tiếng. Tục ngữ nói, nhân sinh có 10 sự tình thì chuyện không như ý có đến 8-9. Một số người khi gặp chuyện không như ý chỉ biết oán trời trách đất. Những người này bụng dạ chứa đầy bực tức nên suốt ngày buồn bực không vui. Mà cũng có nhiều người khi gặp chuyện không như ý thì không hề buồn bực, không oán trách mà họ bình tĩnh đối đãi, cố gắng thay đổi, cho nên trong tâm họ luôn chứa hy vọng. Nếu là người chỉ biết oán hận thì thường chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Họ tự cho mình là đủ, mắng chửi những thứ được coi là đen đủi, nhưng không biết cái đen đủi kia lại là hình ảnh của chính mình. Còn những người cố gắng để thay đổi, họ bình tĩnh nên có thể sử dụng trí tuệ, phát hiện cơ hội, liền nắm chắc cơ hội trong tay. Họ làm cho cuộc sống vốn bất đắc dĩ trở thành vô cùng tốt đẹp. Thứ hai, oán hận khi gặp việc không như ý, chi bằng thử thay đổi chính mình. Chuyện kể rằng, có một nông dân trẻ chèo một con thuyền nhỏ, nhận vận chuyển nông sản của thôn dân. Ngày đó, thời tiết rất nóng, anh nông dân ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn vội vàng chèo thuyền nhỏ, hy vọng nhanh chóng kết thúc công việc vận chuyển nông sản trong ngày. Đột nhiên, anh phát hiện một chiếc thuyền nhỏ xuôi theo dòng sông, lao rất nhanh về phía mình. Hai chiếc thuyền nhỏ như sắp đâm vào nhau mà chiếc thuyền kia không có ý né tránh. Anh nông dân sốt ruột, dùng hết sức hướng về chiếc thuyền đang lao tới, quát to. Tránh ra, nhanh lên tránh ra. Nhưng tiếng gào thét của anh hoàn toàn vô dụng. Mặc dù anh ta nhanh chóng điều khiển chiếc thuyền nhỏ của mình né tránh, nhưng đã muộn,
chiếc thuyền kia vẫn nặng nề đâm sầm vào thuyền của anh ta. Anh nông dân nổi giận lớn tiếng mắng chửi. Ngươi có biết điều khiển thuyền hay không? Mặt sông rộng như vậy mà ngươi lại đâm vào thuyền nhỏ của ta. Khi anh nông dân nhìn kỹ, thuyền nhỏ kia thì phát hiện trên thuyền không có một bóng người. Thứ mà anh ta hô to, gọi nhỏ, lớn tiếng mắng chửi nãy giờ chỉ là một con thuyền không người trôi theo dòng nước. Có rất nhiều tình huống ta giận dữ, mắng chửi, chỉ trích nửa ngày, nhưng người nghe có thể chỉ là một con thuyền không người lái. Đối phương chọc cho ta giận dữ, nhưng tuyệt đối không vì ta chửi mắng mà thay đổi phương hướng. Cho nên, ta cần phải hiểu rõ rằng, không thể để cho nó trở thành phiền não của ta. Bất kể ta vì nó mà có bao nhiêu phẫn nộ, thì nó cũng sẽ không vì ta mà động tâm. Nếu vì nỗi lầm của nó mà khiến cho ta lâm vào trong phiền muộn, bi thương, thì ta sẽ trở thành người duy nhất bị thương tổn. Chính chúng ta đã làm tăng thêm chiều sâu cùng cường độ cho thương tổn này. Oán hận khi gặp việc không như ý, chi bằng thử đi thay đổi. Thay đổi chính mình, thay đổi hiện trạng, làm cho cuộc sống trở nên như ý. Quý vị thân mến, trong cuộc sống hối hả ngày nay, không có gì quan trọng hơn việc ta có thể tìm cho mình một khoảng thời gian yên bình, tĩnh lặng. Đó là lúc mà ta có thể dừng lại, thư giãn và tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn. Có thể không dễ dàng để tìm ra một khoảng không tĩnh lặng trong cuộc sống đầy ồn ào náo nhiệt này, nhưng nó rất cần thiết cho sự trưởng thành và hạnh phúc của chúng ta. Khi tâm hồn được an tĩnh, chúng ta mới có thể tìm thấy sự liên kết với bản thân và thế giới xung quanh. Hãy dành cho bản thân mình những khoảnh khắc khắc khoải bình yên để có thể đối diện với cuộc sống một cách mạnh mẽ và cân bằng hơn. Dưới đây, cổ nhân giảng, tâm cảnh tốt nhất của đời người là sự an tĩnh. Thứ nhất, âm thanh. Không phải là khái niệm mà bạn gặp trong kiến thức vật lý, mà đó là khái niệm về âm thanh của vô thanh. Im lặng thường được mô tả là sự vắng mặt của âm thanh, nhưng nó cũng là một loại âm thanh rất hùng hồn. Những âm thanh đó mang những ý nghĩa khác nhau nhưng đều được mô tả bởi những hành động yên lặng. Thực tế, khi chúng ta yên lặng là lúc chúng ta đang nghĩ một điều gì đó. Lúc đó ta lắng nghe âm thanh của chính mình, và đó không phải là những khái niệm mới, là những điều chúng ta vẫn thường làm hàng ngày mà bản thân ta lại không để ý rằng đó là gì. Khả năng lắng nghe âm thanh đó cũng là một định hình tính cách của con người. Chúng ta sẽ tự hỏi tại sao lại có những người hiểu câu chuyện của mình, và có câu trả lời cho ý nghĩ tại sao không ai lắng nghe mình. Nếu câu chuyện trên có hiện hữu ngoài đời thực, thì hai người mà ta đặt câu hỏi đều lắng nghe ta. Nhưng nội tâm của ta lại để những âm thanh dội ngược lại đó định nghĩa rằng một người có lắng nghe và một người không. Âm vô thanh của ta đã nhìn nhận vấn đề như vậy. Nhưng từ tự tâm chúng ta cần phải tĩnh lặng. Tĩnh lặng còn được định nghĩa là một dạng thức của việc chúng ta nghe được âm thanh của căn tính, được cấu tạo từ đất, nước, không khí, ánh sáng, lửa và tự nhiên, được sinh ra từ thế hệ đi trước. Do đó, lắng nghe âm thanh nội tâm đồng nghĩa với lắng nghe những tiếng gọi của sự im lặng, sự dừng chân của tạo hóa. Chúng ta không nhất thiết phải ghi mình chạy theo những tiện nghi vật chất hoặc tiện nghi tình cảm. Không cần phải đặt ra những câu hỏi làm thế nào để có đủ tiền, làm thế nào để có nhà cửa, hoặc những câu hỏi như liệu có người nào đó thực sự thương ta không. Những quan tâm đó là những thứ thiết yếu, nhưng một số chúng ta lại dành quá nhiều thời gian về nó để lạc mất những âm thanh an nhiên tự tâm. Chúng ta đang ngày càng được sống trong những tiện nghi của thời đại và thừa hưởng những công nghệ kết nối đa chiều. Nhưng điều đó cũng có hai mặt của nó. Chúng ta có thể dễ dàng
quên đi những bản sắc mà thân tâm mình vốn có thể nhường chỗ cho một không gian ồn ào. Từ đó, chúng ta đánh mất bản ngã của mình, hoặc chỉ luôn quanh quẩn với ý nghĩ về một cuộc sống chồng chất những khó khăn, rắc rối, hoặc ta chọn cho mình một lối sống quá đỗi an nhàn, không tìm kiếm khả năng của bản thân. Thứ hai, hạnh phúc. Chúng ta mất rất nhiều thời gian để đi tìm một cái gọi là hạnh phúc. Trong khi đó, thế giới quanh ta đầy màu nhiệm. Hạnh phúc là điều được mọi người nhắc tới hàng ngày, hàng giờ, thậm chí là hàng phút. Nhưng thực ra, có ai trả lời được câu hỏi hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có phải là khi con người nở một nụ cười hay không? Bạn sẽ có một câu trả lời có thể khác và có thể giống tôi cho những câu hỏi trên. Nhưng đa phần chúng ta đều phải cân nhắc rồi mới đưa ra câu trả lời theo nhiều ý. Điều đó cho thấy là ít người có thể chắc chắn rằng ý niệm về sự hạnh phúc của họ. Có lúc họ cười, nhưng ẩn sau nụ cười đó thì không nhiều người hiểu. Đó là lý do mà con người chạy đi tìm hạnh phúc. Nhưng làm sao họ có thể tìm thấy khi không thể rõ điều họ tìm là gì? Thứ duy nhất chúng ta mất đó là thời gian. Tĩnh lặng nhắc về hạnh phúc là ngay ở thời điểm hiện tại, chỉ duy nhất hiện tại. Những cảm xúc của bạn ở hiện tại là hạnh phúc. Buồn cũng là một dạng hạnh phúc. Những tiếng chim kêu mà bạn nghe được khi đang ở một khu vườn, không phải ai cũng nghe được nó. Điều kiện cần để cuộc sống trong giây phút của hiện tại, đó là sự tự tâm chúng ta nên tĩnh lặng, đủ để nghe thấy mình là ai. Nếu tự tâm chúng ta đầy rẫy những sự ồn ào náo loạn rồi, thì làm sao chúng ta có thể nghe được bất cứ thứ gì? Cũng giống như trong công việc, học tập, yêu cầu chúng ta cần tập trung ở giây phút đó. Nhưng thân tâm ta lại đang cố gắng giải quyết để có thời gian đi chơi hoặc nghĩ về những thứ khác. Chúng ta dễ mắc nhiều lỗi lầm. Bởi vậy, chúng ta học được rằng, mỗi khi đứng trước một vấn đề, thì vấn đề đầu tiên nằm ở tự tâm. Chúng ta nên tập luyện để nghe được đâu là tiếng nói của chính mình và đâu là sự huyên náo bên ngoài. Khi đã đủ lắng nghe, thì bản thân ta sẽ không còn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi hạnh phúc là gì, mà chúng ta sẵn sàng nhìn nhận rằng mình chưa từng nghĩ về câu hỏi này thực sự nghiêm túc trước đó. Còn về sau này, khi đã nghĩ về nó, tự tâm ta sẽ cho ra ngay đáp số mà không cần phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm. Thứ ba, chánh niệm. Mỗi ngày, chúng ta gặp rất nhiều người, rất nhiều những câu chuyện thú vị có, thi vị có và man mác cũng có. Không ai trách những câu chuyện đó xảy ra ngoài kia vì chúng ta coi đó là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta lại dễ dàng bị ảnh hưởng bởi chúng. Chúng ta dễ nổi nóng chỉ vì người khác mắng nhức mình, lôi những chuyện không có mà thành có để bàn tán. Khi ấy, trái tim ta lên tiếng nhưng tâm ta chưa đủ vững để nghe được tiếng gọi đó. Chúng ta để những tiếng ồn bên ngoài lấn át. Khi những chuyện đã đi qua, chúng ta mới ngẫm ra rằng thực sự mình cũng không nên như thế. Có những khi bản thân ta còn nghĩ về hai từ giá như. Lúc đó chúng ta cần chánh niệm, sự thực tập làm cho những tiếng ồn trong mình yên ắng lại. Nếu không có chánh niệm, chúng ta có thể bị nhiều thứ lôi kéo. Chúng ta dễ xuống cảm xúc vì những tiếc nuối, buồn phiền trong quá khứ. Ta hồi tưởng lại những ký ức, những kỷ niệm đã trải qua, để khổ đi khổ lại, để đau đi đau lại những niềm đau mà ta đã đi qua. Không phủ nhận từng trải trong quá khứ, nhưng cũng không nên để nó lấn lướt thực tại. Rằng chúng ta đã có bài học, đã khôn khéo hơn. Chánh niệm giúp chúng ta tìm được đâu là chính mình, mình cần phải làm gì ở hiện tại, thay vì suy nghĩ về quá khứ. Kiểm soát được những cảm xúc từ quá khứ giúp ta vượt ra khỏi những giới hạn của hiện tại và xa hơn nữa. Mặt khác, nhiều người trong số chúng ta
cũng sẽ bị hấp dẫn bởi tương lai. Không nhiều người dám nhìn về hiện tại. Chúng ta lo lắng và sợ hãi về một điều gì đó chưa xảy ra hoặc sắp xảy ra để rồi bấn loạn trước giây phút hiện tại. Lúc mà chúng ta cần là chính mình, hoặc nếu không lo lắng, ta lại trông chờ một điều gì đó háo hức hơn, một điều gì đó tới và thay đổi cuộc sống của ta. Vì hiện tại ta quá chán nản, không có gì đặc biệt. Ta cần chánh niệm để không bị lôi kéo đi bởi những tiếng ồn xung quanh và những tiếng ồn trong tự tâm. Chánh niệm như là một lời nhắc nhở chúng ta dừng lại và im lặng lắng nghe giữa huyên náo vội vã. Thực tế trong thời đại đang hội nhập này, không phải lúc nào ta cũng im lặng. Nhưng nếu ta biết nên im lặng lúc nào, thì ta sẽ khai thác được những khía cạnh tốt nhất của bản thân, của sự chánh niệm. Lúc ta thực sự tĩnh là lúc tự tâm ta đang ở cảnh giới cao nhất của sự tập trung. Chúng ta suy nghĩ về sự tĩnh lặng là việc giữ cho tâm thế của bản thân bình thản trước những vấn đề của thời cuộc. Chúng ta sẽ có ý niệm về chánh niệm và ý thức được thực tại là cần tới bình an nội tâm. Quả thực, nếu gặp người bình tâm như nước trước những điều càng lớn thì chúng ta sẽ ấn tượng, giống như cách mà những bậc hiền triết xưa nay càng gặp chuyện bất bình càng giữ được tâm tịnh. Quý vị và các bạn thân mến, nhân sinh có gặp gỡ cũng có chia lìa. Khi gặp hãy trân quý, khi chia lìa cũng đừng quá khổ đau. Được cũng chớ mừng rỡ, mất cũng chớ sầu bi. Bởi vì được hay mất, đoàn tụ hay chia phôi cũng chỉ là một loại trạng thái. Có một số việc đừng cưỡng cầu, có một số việc nên xem là nhẹ. Kiên định bảo trì chính nghĩa và thiện tâm, bạn sẽ luôn có một khoảng trống an tĩnh để đem lại sự thuần khiết cho sinh mệnh. Cuối chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn được mạnh khỏe, an nhiên và tự tại. Quý vị hãy đăng ký kênh Lắng Đọng Radio để cùng nhau lắng nghe lời dạy của Nhân nhé. Thời lượng chương trình đến đây đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.